Hello, alo mai mình là ba mà sai mà à, khu cho ma cả máy la toi nè máy ma bên mà casino dùng mà bọn nó online mà khi sáng nè slot game nè ngáp chơi game nè ở đây nè bắt tập bị đó tôi chung lì giờ mình review lúc bị ba mẹ thông thường tại bé à tao tao cô vi cái nó không thua bài đấy xem mà má bây giờ nó đã rồi cho lần lì bọn nó thì bắt tập mấy cái phần là ngà cho nó máy thao sẽ vui rồi thì bắt là ngà chín thêm mà sao bị học phải nè bây thà là nên nên tổng thể lao xì bị bỏ nó sau đó để cho làm bài cả toa thì nó đi chín nhà toa luôn nhà u cá này là mà cháu này lao toa để khi một lối đấy thì bắt cả rồi máy mà sau đấy cho mà xì ra bộ ta xin nuôi dùng nha rồi cho tao sau đấy là vì cái xe nào bây cho rồi rồi thì cái tao này tối đi chơi này mà đi thì cái u âm mai sa nhi à yêu quá rồi luôn về thứ sáu này khai giảng chắc cả rồi bọn nó em mà mai là luôn luôn mấy chỗ cái xin nuôi dùng nguyên nuôi nhà là số tụi nó mới yêu kiểu này thằng bông nhà bị bị chém luôn bọn nó thay mẹ ai thấy thấy cái security thì ông này em mà mấy chỗ này rồi tụi anh nhà mà luôn biết đấy mà luôn là số thì mà tây âu luôn mà biết đấy luôn nhà mua không à con luôn à đi mà luôn biết đấy luôn tây mới xíu số rồi em mà tụi anh mà luôn biết đấy rồi tụi mấy chỗ quên lưu nhà là số nhà đấy để cho cha hồ cũng sẽ đại phải em mà cái động vụ gì đấy cái động vụ phe phe ví dụ tụi lưu nhà tham gia tham phong video long hoa nhà luôn nhà của nó camera long hoa nhà luôn nhà số rồi em mà quên tụi là quên nữa mà thế mà quá thì cái hồ khăn là bảo wow số ví dụ phe quá chỉ đại thằng này đi tụi anh hồ hàng công cái gì chỉ này được luôn nhiều đấy Steven cháu nó bảo rồi sĩ cơ là khi ví dụ hồ phe thu được luôn nhiều anh luôn nhiều bông ra nhiều đấy tụi đấy à xong mấy casino có ai phe có xong mấy chỉ là bọn nó mà tụi anh rồi tự yêu hoàn này này thay lại giá này thay lại này bọn nó thu ra lùi ra rồi tự yêu đi về nguyên anh này còn luôn rồi à đủ phần mà đi về mà mấy cái điều phụ thay với xong à lại hotel với xong nhiều đấy casino nguyên anh là số đấy anh luôn nhiều đi quyết hai trả rồi nó có mà lì rồi còn lì rồi bây giờ nó tôi tên nhà trả rồi có mà lì đi anh luôn hồ xí khát thải đấy anh sắp bơi quanh nhà xí với anh nó sẽ đâu xí đấy anh trả anh mà xí khát thải mà có mà lì thì yêu cũ tên nhà gì thay này bây giờ cũng đã từ lâu này bây giờ phải chơi nó thâu về anh tu ở bảo anh này bây giờ video anh chạy thải rồi nó là phải lúc đó là số hồ online game này đi tôi đi à ta chỉ đi tu phải không mà khi sáng này thì yêu cũ đã lâu tính là xe đi phải là sang ngã tính đi ra để xử lý toàn lâu chạy hàng nhiều cô đi đó mà đi này mới chỉ lại ra này đi thì cái xe yêu đi ra là về ha bây giờ ở là gì tôi nói phải à phải chắc biết phải chắc làm sao đi thà bây giờ thu lại lưu ra thì cái nhà mỹ đi ra là phải chắc biết phải chắc tôi khai xe bây giờ mà thâu thà là bây giờ tôi nói tôi phải chắc của youtube của tôi chắc của bị thu lại lưu ở luôn nhiều để lâu thà mà nó rồi à giờ mà có mà u lên lên đi ra ra rồi mà rồi tụi mình chả bao thà rồi ấy đồ anh xin du lịch xí cái nhà bọn nó à là nhà mà anh em mà lên nhà về xí rồi thế này à là nhiều thì bây máy la phải mà tận nhà máy mà thay này thế này máy mà thay này thế này ấy luôn nhiều đi nhà đi ở bên mà anh nhà đi phía đó bọn nó tao bảo giải phu lòng mỹ rồi à là ở bên nó chả mà su nhà này đi à ไอ้เนี่ยเลยเลยชาวบ้านวิ่งแก่บ้าพี่เราจะมาว่าหูวันนั้นวันเช้าสุราเลยเลยตัวจีจะรวยวิลิสูบีเลยวันนั้นวันเช้าสุราไอ้สายมูบีอันนี้คุณว่าไอ้แล้วมาหูรู้ลำดูตัดเอาไว้แบบเซมันได้เล่าตัดอะแต่ละตัดพี่ว่ามาด้วยมาด้วยแล้วมาด้วยอ่ะมาหูแล้วมาบอกเนาะตัวนี่เลยไอ้มาสตาบอกว่าสตาลาเราไม่ดีอ่ะมาเกาหลีเดียวไม่จีอ่ะอะไรเด้อหูแบบอุ้ยเด้อหูตังที่มาเลยตัวแบบเฮ้พูดตามเหตุส่วนน้อยลงอะไรว่าตัวไหนเราดีลูกอะไรสูรสีอะพัลลุเลยสอสักยาสีมิชิโร่สีมิชิโร่อะไรเนี่ยเว้ยไม่ยาวเลยกูบอกเนาะวันนี้วันเช้าสุราเลยที่ไม่รับไปตัวเองเนี่ยไม่จีเลยตัวก็หูเชี่ยคือโอเชียนอยู่เลยข้าวมูลูกทาราโอเชียนดีอะไรหูเชี่ยคือตรงว่าเนี่ยป้าฉันเนี่ยทำเนี่ยชินเลยทีเนี่ยไอ้ฟอร์เรนาร์ลาร์เลยส่วนที่แบบกูดีกว่าเวตัวจาราบอเนาะคือว่าเราไม่รับประกันเราฟอร์เรนาร์ลูกเป็นวัยปีท้ายทีเนี่ยที่แต่แม่นางเงี้ยแล้วมาทีเนี่ยที่ปีรุ่นเนี่ยเรามาเป็นวัยปีละก็ที่มาจ่ายเดือนเนาะส่วนที่มาเราลาเราจะมีอะไรเราตาเราดัน
လောက်ကမရှိဘူးပြောရရင်တော့တရုတ်စကားအဓိကနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းဆိုင်တို့အဲ့ကက်ဆီနိုယုံတို့လောက်တာတမားတော့သဘောမကျမိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကလုံးဝလဲထွက်ခွင့်မပေးဘူးတင်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေ ਆ လေဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ယုတ်ကြည့်လို့ပဲနေနေရတာလေတကယ်ဟိုအာဟိုဖဲထိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတရုတ်တွေကိုစော်ကားတော့မဟုတ်နော်တို့ကအဲ့ဖဲလာထိုးတဲ့လူတွေကလည်းလူမျိုးချတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတစ်ခါလေကျအဲ့လို6ယောက်ကြီးကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးရင်အဲ6နဲ့ကန်တာတွေပါလေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံတာတွေတွေ့ရပါတော့ဆိုတော့ကျမနေနေရတော့သဘောမကျဘူးဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံကြီးအချိန်ကြီးခက်ခဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုကူးကြတဲ့လူတွေတော့များပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ပတ်စံပေါ်ပြောရရင်တော့ပတ်စံကြောင့်မို့လို့သွားနေရဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေများများကောင်းလာဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုံးနေတာတရားမဝင်အဲနေဆက်မှာလောက်တာမျိုးတက်ဆိုင်ရင်တခြားနိုင်ငံခြားဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရတဲ့ scholar full scholar မျိုးရတာလေးသွားပြီးတော့ professional အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဘက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲရှေးပတ်တောက်ကြနေညနေ9နာရီပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျမ vlog ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်